là đảng viên trẻ được kết nạp ngay từ đầu năm học thứ hai. Học viên Lương Trần Minh Khôi của trường sĩ quan lục quân 1 đã nhận thức rất rõ việc luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Trong tất cả các hoạt động huấn luyện, học tập, rèn luyện cho đến văn nghệ, thể dục thể thao, Khôi đều xung phong gương mẫu đi đầu. Bản thân tôi ngay từ khi được học tập tại ngôi trường này, tôi đã xác định rõ được mục tiêu, động cơ phấn đấu học tập của mình để rèn luyện, phấn đấu cố gắng trở thành một người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân tôi thì tích cực học tập, tham gia các phong trào hoạt động của đoàn, của đơn vị, tổ chức, tích cực gương mẫu, chấp hành các cái điều lệnh, quy định của đơn vị, nhà trường để làm gương cho các đồng chí khác. Cùng ăn, cùng ở, cùng học tập và thực hiện nhiệm vụ với nhau, tấm gương về tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp, nỗ lực học tập rèn luyện của các học viên là đảng viên đã góp phần khích lệ các học viên khác phấn đấu vươn lên, đồng thời cũng là áp lực, động lực để những học viên là đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Trong quá trình học tập công tác, bên cạnh tôi luôn có những đồng chí đảng viên luôn gương mẫu, tiền phong, trách nhiệm trong công việc. Chính vì vậy, tôi luôn tự quán triệt bản thân mình, nhận thức rõ và mong muốn trở thành một người đảng viên để mai sau có thể đóng góp cho đất nước, đơn vị, quân đội, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Theo tôi, vào đảng không phải để thăng quan tiến chức, mà là để có điều kiện để học tập, rèn luyện bản thân mình và đóng góp một phần sức lực của mình, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi là một người đảng viên thì tôi luôn nhận rõ được cái trách nhiệm của mình trong công hoạt động công tác hàng ngày, thì mình luôn phải là tấm gương và luôn phải đi đầu trong mọi hoạt động để cho các đồng chí đoàn viên trong đơn vị noi theo, từ đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao. Có thể khẳng định việc phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đảng viên trẻ đã góp phần quan trọng vào xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo môi trường thi đua sôi nổi, lành mạnh trong đơn vị. Nhờ đó, chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày càng được nâng lên. Ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ học viên có nhiều chuyển biến tiến bộ vững chắc. Trong những năm vừa qua thì cái chất lượng phát triển đảng viên mới trong nhà trường được nâng lên. Cái tỷ lệ đảng viên mới là chiếm một cái tỷ lệ lớn. Và đặc biệt là hàng năm và trong mỗi năm học thì trung bình hàng năm là mỗi năm nhà trường đã kết nạp được khoảng 845 đảng viên mới. Và tất cả các học viên tốt nghiệp ra trường thì đều là 100% là đảng viên. Đặc biệt nữa là chúng tôi thấy rằng là những đảng viên mới được kết nạp thì các đồng chí đều phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, cái tính tiền phong gương mẫu. Nhiều đảng viên trẻ đã tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia các cái hội thi, hội thao, đạt được những cái giải cao và thực sự là cái tấm gương để cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo. Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ nhằm góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Phấn đấu trở thành đảng viên cũng là một động lực để những người trẻ thêm cố gắng, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thiện chính bản thân mình.